Có sợ không? Sợ thì ai cũng phải sợ rồi. Hối hận Có không? Giờ hối hận sao? Nói chị nghe xem nào. hận thì mày không nghe lời nội mà cứ đi chơi này kia riết, rồi bắt đầu bị thì mình nó mất rồi đấy, mà nói một mình nói gánh hết, ráng kiếm công việc làm ổn định để phụ nội, phụ giúp nội này kia, lo cho nó. Em cũng hứa là em không chơi bời gì nữa. Thu Quyên, mến chào cô chú anh chị đang theo dõi GoFood. Hiện tại thì cũng là giờ trưa rồi và Thu Quyên cũng đã chuẩn bị đồ sẵn để chuẩn bị đi làm. Thì hôm nay con có hẹn với lại em Hùng. Không biết cô chú anh chị còn nhớ Hùng không ạ? Hùng thì nhỏ hơn Thu Quyên vài tuổi thôi và hoàn cảnh của em thì nó lại hơi buồn một xí. Như Thu Quyên khi mà con bệnh hay con ốm đau thì có mẹ con chăm sóc hoặc là mẹ con sẽ gọi điện cho con hỏi thăm là sức khỏe đợt này thế nào rồi, công việc có ổn hay không. Và trời Sài Gòn đợt này đang mưa nữa thì mẹ cũng sẽ gọi cho con và bảo là chối ăn uống đồ. Nói chung là cũng mỗi người đều có sẽ có những người thân bên mình và quan tâm sức khỏe. Nhưng mà Hùng, khi mà Thu Yên nhớ lại thì Thu Yên vẫn còn nhớ khi mà Hùng tai nạn và nằm một chỗ đấy thì ngoại Hùng có liên hệ cho cha mẹ của em, nhưng mà hai ông bà là coi như là bỏ mặc và không quan tâm em nữa. Thì không biết bây giờ ngoại đã có liên hệ được cho cha mẹ em chưa và bây giờ sức khỏe Hùng như thế nào rồi, thì Thu Quyên cùng cô mời cô chú anh chị cùng con quay lại thăm hoàn cảnh của gia đình em Hùng nhé. Và Hiện tại Thu Huyên đang đứng tại vòng xoay Mỹ Thủy, thì khi đến đây thì cô Thu Huyên hẹn với ngoại là sẽ đứng chờ ở đây và ngoại ra đón Thu Huyên. Với lại là hồi nãy khi Mỹ gọi cho ngoại thì ngoại nói là bây giờ là Hùng đã xuất viện rồi. Hùng đã xuất viện thì Thu Huyên cũng không biết tại sao lại Hùng đã xuất viện, trong khi đó là lần trước mình đến thăm thì Hùng bị tai nạn rất là nặng và mình nhớ là đang thiếu tiền để mà chuyển viện rồi đây nữa. Thì bây giờ Hùng xuất viện thì không hiểu lý do tại sao, hết tiền người ta đuổi ra hay là khỏi bệnh rồi đây, thì chắc nữa tí nữa là gặp ngoại và gặp Hùng thì Uyên sẽ hỏi rõ hơn. Bây giờ thì rồi con chào ngoại à. Sao ngoại hình như đi vội lắm đúng không ạ? chỗ chiếc tay chiếc tàu Chiếc tay chiếc tàu luôn, thì chắc là đi vội ra đón Thu Uyên đây. Chiếc ngồi chiếc rồi. Ở xe mình là đi xe này đây rồi xe của ngoại luôn đó hả? em đã cho để lụm cái chai nè. Đây, ngoại chờ con tí con gắn cái mít luôn nha. Tay ngoại sao đấy? Đi xét nghiệm máu á. Đấy. Ngoại này, ngoại đón con á, ngoại từ từ ngoại ra, con thanh niên con đứng chờ cũng được không sao. Áo khoác cũng không mặc luôn. Cô chú anh chị nhìn coi. Tay về đây chắc cũng vội vã lắm đây. Trời Thôi. ơi, cô khám bệnh nãy chở đi về là 1 giờ á. À, thôi thôi thì bây giờ thôi ngoại với con đi về nhà mình nói chuyện cho dễ ngoại ha. Nhà mình gần đây không ngoại? Đó quẹo xuống tới đó là tao xuống dòng xây cái này nè. Cái khu này là đường lớn mà Thu Yên nãy giờ để đi á, toàn là xe Đúng rồi, xe container lớn đó, là đi đường cẩn thận ngoại ha. Thôi ngoại giữ trước nên ngoại dẫn con đi nha. Thu Yên và ngoại đã tới nhà trọ của ngoại rồi thì thôi ngoại có con đi vào nhà luôn ngoại ha. Phòng ngoại là phòng nào? Phòng này đây là phòng đầu tiên luôn. Chào em. Hôm nay gặp Hùng rồi nè. À, Hùng nằm đi, Hùng nó đứng dậy đau đau với Phương. À, chị để con để cái này ở đây cho ngoại ha. Sao phòng mình trống trơn vậy? Ở bên kia thì nói ngay hồi đó là nhà của cô mà giờ cô bán rồi, người ta cho cô ở lại, nước nó ngập lên vậy nè, nó không có chỗ nằm, hôm qua mướn phòng trọ đây cho nằm. Đây là phòng trọ chứ không phải là cái nhà mà hồi trước cô ở với Nhà cô ở đây lát này chạy ra đường là cô chỉ nhà luôn, quên cô, nhà nó ngập quá, bây giờ mưa là nó ngập lên, đâu có ở, đâu có chỗ ngủ. Dạ, thôi cho Hùng qua đây nằm thì cũng đỡ cho cái vết thương cô ha. Nhà trọ này có thuê nhiêu á? Không thuê nha, 1,5 triệu. Mắc nhỏ. Biết sao nói mắc không? Nhìn trên nè. Bây giờ chỉ có nằm dưới này trên này, không có nằm. Tối cô nằm góc đó đó, để cho nó nằm góc này. Cái phòng này chắc chắn là mới thuê luôn đó, bởi vì là cái mùi á, cái mùi phòng nó còn rất là nồng. Mà người ta cũng cho mướn đó, cứ phòng 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 gì hết. Mình Để ra ngoài xem thử nào. Khu này như chỉ có 3 phòng thôi cô ha. Ngoại ha. 1 này, 2 này, 3 này. Thôi thấy là 3 phòng à, trên tầng nữa.
ở trên đó không cần, ở bên sau lưng hai phòng nữa, người ta cho mướn. Nhưng mà cái đường luồng này thì chỉ có con thấy là ba ba bốn phòng đi. Đúng rồi. Đây là đồ ăn trưa của ngoại đấy à? Đúng rồi, mới ăn 1 giờ về á, nấu cái cơm mà dở qua ăn vậy đó. Đồ ăn mà tôi thấy là đây có bánh rồi, cái quạt. Giờ mới nhìn thấy cái quạt à, anh nhìn cái quạt à. Cái quạt này ai cho ngoại hả? À? Người Chắc ta là cho đồ cổ ở ngoài cô không có gì tốt quá đó. nhưng con thấy là cái quạt này là cái quạt mà cũ nhất trong tất cả các hoàn cảnh luôn đến ha. Đây cái quạt mà nó sức rồi nữa. Thôi thì quay lại chuyện Hùng đi, Hùng mới là bệnh rồi. Sao mà Hùng nó về vậy ngoại? À, bác sĩ cho về, cô Ừ. hỏi gì chứ vậy gan tim đó rồi có ấy không, bác sĩ cho về lúc đó mình cũng run nữa, Ừ. mình sợ là bác sĩ chê. Đó, bác sĩ nói cho về nằm dưỡng đi rồi từ từ là tới ngày lên khám. Rồi đó tới bữa đó nay lên khám là chụp hình chụp đồ lại là bác sĩ nói giờ thận thì nó cấp độ 4, gan thì độ 2, thì giờ về cũng vẫn theo dõi vậy đó. Là tiến triển có tốt không ta? Thận độ 4 mà gan cấp độ 2 thì cái này con không hiểu lắm, là nó đang bị tổn thương cấp độ 4 và cấp độ 2 đúng không ạ? Ừ. Rồi bác sĩ có nói là khi mà về là chú ý chăm sóc hay là cận tỉnh Về dưỡng phần nào không? về nằm dưỡng đó, uống thuốc dưỡng đó, rồi tới khám vô tái khám rồi bác sĩ theo dõi. Chứ bữa mổ chân 10 triệu mười mấy triệu khóc quá trời đâu có tiền đâu, rồi bác sĩ coi rồi bó này kia rồi nó ngay có 3 triệu thôi, không cho mổ. Nhờ con hỏi là nè, nếu mà phải mổ là mười mấy triệu mà bây giờ bó cái chân này mất 3 triệu thì bó cái này có ảnh hưởng đến cái chân của em sau này không ngoại? Bác sĩ nói là Có tốt, lành được không? bác sĩ nói tốt, nãy vô khám hỏi bác sĩ nói tốt. Ừ, là vẫn có thể lành lại như thường đó. Ngoại về nhà được mấy hôm rồi ạ? Về bữa 16 á, 16 tay á. 16 tây mà cho đến hôm nay thì cũng gần cả tuần đấy, gần tuần rồi. Tổng lại tổng kết lại là Hùng là sức khỏe ổn rồi nên bác sĩ cũng cho về để theo dõi thêm phải không ngoại ha. Rồi sau đó ngoại có phải đóng thêm viện phí gì nữa không ạ? Có sáng đi cũng có triệu, nhưng là bắt đầu đi khám đó là tới năm tây này đi khám tiếp, là mỗi tháng mỗi vô khám động thận với gan động theo dõi. À, là khám theo dõi rồi thôi. Còn khi mà Hùng về như này nè, lần trước con còn nhớ là phải chuyển qua bệnh viện nào đó để khám cho kỹ nữa, nhưng mà lần này lại cho là đi về là sức khỏe hay là nói chung là mình sẽ theo dõi thường xuyên. Rồi cái lần trước có phải đóng thêm tiền nữa không? Có đóng thêm, Nhiều mà. đóng thêm vô đóng 5 triệu, ốp 4 triệu mấy à, không phải 5 triệu, là kiểu như sức diện tiền thuốc tiền này kia đó, là tổng cộng là sức diện đa là đóng thêm 4 triệu, 4 triệu mấy gì đó. Hình như cái số tiền đợt trước là mình còn đủ đóng ngoài. Còn thì cũng thiếu 2 3 triệu gì, tại sao mua thêm thuốc ở ngoài, mua thuốc ở ngoài với mình ăn uống không có người nuôi mình phải mua đồ ăn thêm này kia ở ngoài, nước như này như kia. Một cái số tiền thiếu nữa là ngoại làm cách nào ngoại bù vào? Thì bây giờ đi lượm ve chai có gì trong nhà còn gì đó bán đó. Có phải mượn thêm không? Chứ lượng ve chai nào mà tới được 2 triệu dữ vậy hả? Đúng rồi, lượm gom 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 vậy đó, đâu có. Ví dụ như người này cho 200 người kia cho 100 là dồn dồn lại cô để dành cô đóng. Bây giờ ngoại qua thuê cái trọ đây nè, là cái tiền này ngoại đóng chưa? Chưa, Chưa đóng lại, có phải đóng cọc hay gì không ta? không nói cũng như là ở sớm thôi, người ta thấy mình khổ người ta cho mình vô đó tới tháng đóng tiền. Hỏi vậy là bởi vì này này, con nhớ là ông ngoại tính ra ngoại kêu là ngoại trả mấy cái tiền đó rồi á, thì con nhẩm nhẩm trong đầu thì hình như nó đâu còn nhiều nữa đâu, mà Đúng cái rồi, trọ này 1,5 triệu lận thì cũng không biết là trả chưa, nên con mới hỏi kỹ về cái phần mà tiền nong. đúng rồi, nhà này chưa có đóng tiền, con chưa có trả. À, như tôi để cho đóng 1,5 triệu nhưng mà điện nước đó, từ từ tính điện nước đó là để mình xài nhiêu đóng nhiêu thôi, chắc cô không có xài bao nhiêu đâu, cứ bắt cái quạt cái tối ngủ thôi. Ngoại thuê trọ đây nè, là ngoại tính thuê cho Hùng ở dưỡng bệnh rồi khỏe luôn ở em ở đây luôn hay là sau này là trả lại cho Hùng về với ngoại ở? Sau này thì nó hết chân rồi tự nó ở đây, nó ở nó không ở thì nó đi làm ăn đâu
Bà nội thì có giây phút đó thôi chứ giờ bà nội không biết. Dụ như ở bà nội thì phụ bà nội, ví dụ như bà nội lụm ve chai là phụ cái này phụ kia cho nội, thì bà nội chỉ nấu cơm thôi. Mạnh giỏi chân giò rồi thì đi mần phụ nội, chứ nó muốn ở nội thì ở, nó không ở thì tự nó ra ngoài nó sống. Chứ không phải là sẽ thuê cái căn phòng này lâu dài ấy. Ừ. Ngoài này cái bây giờ nhìn vào thì Hùng nó chỉ có đau cái chân này thôi á, thì con không có nắm rõ là Hùng nó kết quả của bác sĩ như thế nào, ngoại cho con xem cái tờ giấy khám bệnh của Hùng nha. Cái căn phòng này nó thực sự là nó khá là nhiều rùi đó, vệ sinh mình thấy cũng gọn gàng mà sao mà rùi nhiều hết đâu. Giấy tờ ngoại cấp hết đây nè, Biết là tao Mai Phi Hùng này, Hùng sinh năm 2003. Đây là cái giấy chụp X quang của Hùng thì đây, Thu Quyên đọc luôn cái chẩn đoán của Hùng lên cho cô chú anh nghe chị cùng nghe nha, nè là nè chẩn đoán giấy là đa tổn thương tại cẳng chân, tổn thương gan. Là phí thuộc. Sáng nay em hỏi khám đây phải không ạ? tiền khám xem mơ là 400 400 mấy gì rồi đi mua thuốc là chạy như 7 800 Đây, gì giấy hẹn tái khám nè. đó Giấy ra viện nè. mấy. Đây, đây là có chẩn đoán của bác sĩ ở đây luôn này. Tôi cũng sẽ đọc cho cô chú anh chị coi là nghe là chẩn đoán bệnh của Hùng ạ. Chẩn đoán là nhồi máu thận phải, chấn thương gan độ độ 2, gãy xương bên trái, mắt cá trong gãy gì đấy? Sống mũi Gãy sống, gãy xương chính mũi, vết thương trán, vết thương da tay trái, vết thương cẳng chân phải, SARS-CoV-2. À quên nữa. À hết ngoài lần trước cũng à, hết rồi à. rồi, sáng vô bác sĩ hết rồi, tính là kiểu mua thuốc cô giúp cho bác sĩ nó hết rồi. Gãy xương bên trái rồi, thấy có gãy rồi, chấn thương gan độ H. Cái chấn thương độ 2 này thì phải ở trong thì không có biết Không thấy trong người sao rồi, có Là đau chỗ nếu nào mà em nằm nghiêng qua một bên á, em không kê giò thì bên đây nó sẽ đau lên, càng bên đây càng bên nó sẽ nhói lên đau. còn Cái giò em cũng vậy, cái giò em mà không có gì kê là cái này phần này của em nó đau. à cái phần gối này là nó sẽ Dạ đau hơn đúng không? dạ Chà, cái vết phải thương phải có cái gì kê lên bình thường em kê bằng cái gì? là kê một cái. Kê cái này đó. Ngoài hai cái phần này rồi mấy cái chỗ khác có ê ẩm không? Dạ không. Cái chấn thương của em là lần trước Hùng là Thu Nguyên nói lại là thùng Hùng bị té xe nên là cái cú ngã đó ảnh hưởng rất là nhiều, tạo nên nhiều nhiều cái vết mà Thu Nguyên thấy là những cái vết bầm này. Bây giờ cái từ ngày em ngã đến bây giờ là cũng 20 ngày chưa Hùng? Em là đó em ngã tới giờ em không nhớ mọi chuyện nó ra như thế nào. Không nhớ mọi chuyện luôn. Khi mà Hùng lần trước á, chị gặp Hùng là ngày lập gặp trong bệnh viện quận 2 á, thì lúc đó Hùng còn thấy nhớ nhớ ra chị không? Nó nửa tỉnh nửa màng cũng không nhớ. Ngoại kể là lúc đấy là Hùng còn đau quá, Hùng chỉ tỉnh lên Hùng than đau và gọi ngoại thôi. Chắc là Thu Nguyên đến thì Hùng không nhớ, lúc đấy thì Hùng còn đang Covid cơ nên chị có ra ngoài và để cho bác sĩ khám. Ngồi dậy có đau không? Ngồi dậy thì nó đau phần gối này, cho bột này nó cứng vô phần gối. Nếu mà ấy quá thì thôi nằm xuống đi, nghỉ ngơi đi. Chứ giờ chị nói chuyện với Hùng nằm cũng được không sao. Rồi cái vệ sinh này thì bao giờ bác sĩ cho em cắt cắt cái này? Chắc cũng 3 tháng, 3 tháng mấy. Phải 3 Tại tháng. vì cái chân nó gãy, giờ bó bột, chờ bác sĩ cho cắt bột, tắm trở lại. Có phải là kiêng cái gì không ngoại? Bác sĩ nói gì cũng cho ăn, cô muốn cho ăn gì chứ cho ăn thịt chứ ăn cá. Ăn trái cây cô cũng chưa dám cho ăn, đem hai trái bơ chứ bơ qua còn chưa cắt cho ăn. Ủa sao vậy, ngoại không cho nó ăn cho nó khỏe ta? Đâu dám đâu, có biết trong người Vậy nó bây sao, giờ bác gan sĩ kia kêu mà ăn sao, và ăn nước đá không mềm, dám cho uống luôn á. ăn mềm chứ ăn cứng. Ăn cứng rồi. Ăn mềm chứ không ăn cứng do cái phần bụng gan của em là nó có vấn đề. Ừ. Rồi à, là ăn bánh đấy hả? Bánh cũng bỏ, nó đâu có ăn được đâu, gãi mấy cái răng đâu có ăn được. Hai cái. Hai cái nào? Giờ kiểu như cái hàm nó bị ê. Bây giờ hàm vẫn còn đau hoài không? Sao nãy chị nói không kể luôn nè. Cái gì chứ liên quan đến cái ngã hồi xưa Thu Uyên, chị Uyên đã từng ngã rồi nha. Chị Uyên ngã nhẹ một cái nhưng mà cái hàm của chị Uyên là chị Uyên cũng phải dơ lên, chị Uyên lắc cái răng chị Uyên có còn hay không nữa cơ. Rồi. Giờ cho chị Uyên hỏi nha. Cái lúc mà Hùng ngã thì Hùng coi như Hùng không còn nhớ nữa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sau khi em ngã và em có ý thức em tỉnh dậy rồi á thì cảm xúc của em như thế nào? Nó kiểu như là em cũng không đoán được cảm xúc của em như thế nào, tại đó là kiểu như là
mới vừa tỉnh dậy thì nửa tỉnh nửa mê, em cũng không biết là hiện tại là em đang ở đâu. Em thấy mở mắt ra là em thấy là giò em thì đang ngọt rồi nè, bên đây của em thì bắt đầu đã mai là mấy mũi, kiểu như là em muốn nằm thêm một giấc nữa, tại lúc em là nửa tỉnh nửa mê, em không tin được là mở mắt dậy là nó đã như vậy rồi. Ý là mình cũng bàng hoàng nữa hả? Dạ Vẫn đúng còn rồi. bàng hoàng. Rồi lúc mà thấy nội rồi nghe nội nói là mình bị tai nạn là thật gọi như là gần như nó ảnh hưởng nhiều đến em như vậy á. Dạ Thì đúng rồi. lúc em biết được như vậy thì em có cảm nghĩ gì không? Có sợ Sợ thì ai cũng phải sợ rồi. Hối hận không? Có. Giờ hối hận sao nói chị nghe xem nào. Nói rằng thì không nghe lời nội mà cứ đi chơi này kia riết, rồi bắt đầu bị tiền tình nó mất, rồi để mà nói một mình nói gánh hết. Và Thu Yên nhớ là Hoa Hồng là 2K3. Dạ 2K3 năm nay chỉ là 20 tuổi thôi. Và dạ ở cái tuổi của em vẫn là một cái tuổi mà còn khá là khó quản. Thu Yên không biết dùng từ nào nó chuẩn hơn, nhưng mà mình cũng gọi là hơi khó quản lý hơn so dạ với ở giữa cái chuẩn mà người lớn và trẻ em này đúng đó, rồi thì đúng rồi. sẽ có những cái lúc mà vui đùa mà mình không suy nghĩ nhiều về hậu quả, nên là khi đó thì em đã bị tai nạn như vậy. Và tôi nghĩ là sau cái tai nạn này thì Hùng sẽ rút ra được nhiều điều. Dạ. Không quan trọng là bây giờ em ngã sớm thì coi như là em sẽ học ra bài học sớm, chỉ mong là Dạ. như vậy. Để em dục em thấy ngoại em chăm chăm em ở trong bệnh viện đến bây giờ á, Dạ. thì thấy có thương ngoại Có. không? Hôm giờ có tâm sự nói chuyện với ngoại nhiều không? Không, tại giờ này em kiểu như em bị thiếu sức á, nằm bệnh viện lâu quá lại mất máu nhiều quá nên bị thiếu sức, nên là tối em chỉ dành thời gian ngủ thôi. Hôm mà chuyển về đây rồi nè, thì có bạn bè, những cái bạn của em có đến thăm em không? Dạ không, không ai biết hết. Những cái bạn mà đi cùng em hôm đó thì sao? Đó, mời các bạn đi cùng em hôm đó, em giờ không biết họ như thế nào. Không biết luôn mà cũng ngoại hôm giờ không biết là có liên hệ không, ngoại không liên hệ. Thôi thì bây giờ á, tai nạn ấy thì cũng đỡ rồi á, thì chị cũng chúc em là giữ gìn sức khỏe ha. Ăn uống đồ vào cho nó khỏe lại sớm rồi ngoại đỡ đỡ cực nè. Không biết là đợt này á, ngoại lần trước thì gia đình mình là có Hùng là vẫn có cha có mẹ nữa, nhưng mà trước thì ngoại kêu là liên hệ không được á, thì sau cái thời gian này thì ngoại có liên hệ lại chưa? Không, giờ cô liên hệ không được, cô bỏ luôn, cô không có liên hệ, cô không điện tới điện lui, giờ điện lên cô bị mắng là cô không có điện, với người ta không nghe máy, thành ra cô không có điện. Giờ cô Cô ôm còn cô chịu vậy thôi. còn à, ngoại ôm mọi chuyện này, ngoại còn số không? Con xin số con qua Còn hỏi thăm được không? nữa Để con tôi xin tôi sẽ xin cái số điện thoại của, đây là số của mẹ hay là của ba em vậy ngoại? đây là số của mẹ nó nè. Thì con gọi thử xem thử, không biết là cái số điện thoại này có gọi được không Biết ngoại. mà mẹ nó từ hồi bỏ tới giờ không có vô thăm gì á. Nghe chưa? Em biết mẹ em đợt này làm gì không? Mẹ trước em ở với mẹ rồi em đi rồi đúng không? Rồi cách đây là bao lâu rồi? Hơn 1 tháng rồi. Mà khi mà lúc mà em ở cùng với mẹ á, thì mẹ có đi làm công ty hay làm hay là nội trợ ở nhà? Đây là đó mẹ làm công ty bên Không. bên bên chính đi công phú. Thường thường là em ở nhà một mình hay là còn Ừ. ai nữa? Cái nhà ông mình. Nếu bạn Lúc nãy thì Thu Quyên gọi nhưng mà không được. Thì còn cái số nào khác không Hùng? dạ không Số cha em còn không? số cha nó có mà cha nó có bắt máy không em Để ngoại tìm, để ngoại tìm đã. số cho chị ha. Bao lâu rồi không gọi mẹ Hùng? Số mẹ em này không nhớ, chị nhớ số 3 là số mình thấy đó là dự nghe. Ủa sao số mẹ không nhớ mà lại nhớ số cha dượng ta? Cha dưỡng Tại cho ba, số đây nè. tại ba 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 dự nghe em xài nhiều số lắm, chỉ có ba dự nghe em xài có số đó đó giờ. Thường thường em có hay gọi ba dượng không? Dạ còn ba không mà. Gọi ba hả? Dạ Đây 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 Thế là đây. em thân với ba dượng nhiều Dạ cũng không? có. Bây giờ Thu Quyên gọi cho ba ruột của Hùng thì cũng không biết có nghe máy được không. À có tiếng rồi đây. Alo. Dạ
Dạ con chào chú ạ. Con là Thu Uyên thì là một cái mạnh thường quân đang giúp đỡ cho em Hùng á chú. Dạ. Chú có phải là ba của em Hùng không ạ? Lộn số gì vậy? Lộn số là dạ, vậy con vào chú tắt luôn rồi. Nên là Đúng lộn số không hả? ta? Đúng số nhưng mà người ta không có nghe, đã nói là người ta từ ta bỏ luôn rồi. Cô không có dốc cái xạo đâu. Kỳ ghê ta. Đúng. Trước đây á, là Hùng có, đây là ba ruột của Hùng nha, là lâu giờ thì có ngoại gọi thôi phải không ạ? Đúng là tôi chỉ gọi là khóc kể vậy thôi chứ nó bỏ dứt khoát bỏ chết sống gì trong bệnh viện làm Mọi nhớ câu nào mà ba nói với, ba nói về Hùng không? Ba nói sao? là chỉ nói với tôi thôi, nói kệ nó mận nó có cho tôi được đồng xu cắt bạc nào đâu mà biểu tôi nuôi, giờ bỏ nó chổng làm gì làm thì mình là bà nội có bỏ được đâu. Thu Nguyên hiểu rồi. Thôi thì là ba của em giờ cũng không gọi được rồi. Nhưng mà có mẹ rồi ba cũng không có gọi được. Thì trước giờ bên họ hàng hay là ấy thì có ai qua thăm Hùng không cô? Ai hết á, bên đây là bà ngoại nó chết rồi, rồi ông ngoại nó thì ông ngoại ghẻ, Dạ. thành ra tao không có tới lui, còn mấy gì của nó tôi không biết ai hết á. Là bây giờ là mình ngoại là chăm cho Hùng đây. Bên nội chăm thôi, bên ngoại là coi À. như bỏ phí là không có đó, bây giờ chỉ có tôi bà nội thôi, cha cũng không có. Từ từ hôm Hùng về mà Hùng có ai hỏi thăm Hùng không? Không hỏi cho bà chủ. Một lời hỏi thăm đều không có. Đi chơi thì Nãy Thu Nguyên cũng có được cái cô hàng xóm cũng có nói qua về tình hình của gia đình của Hùng, thì hàng xóm cũng xác nhận là từ hôm Hùng về đến giờ thì không có ai tới thăm hay gì cả, chỉ có ngoại và là phía bên nội của Hùng là bà nội chăm cho Hùng thôi từ suốt đến giờ. Hồi nãy thì Thu Nguyên cũng có điện thoại cho hai số điện thoại, số đầu tiên là Thu Nguyên gọi cho mẹ của Hùng nhưng mà không được nghe máy, và số thứ hai á, thì ngoại cho là nãy cái ngoại cho con không bấm số đúng không ngoại? đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái số thứ hai là số của ba Hùng nhưng mà khi Thu Nguyên gọi á, thì người ta bảo là lộn số rồi. Còn cái tình hình của Hùng về cho đến hôm nay Hùng bị bệnh và xuất viện đã cho Hùng từ lúc bị tai nạn và trong bệnh viện cho đến lúc Hùng về nhà và nằm dưỡng thương ở nhà thì ngoại chia sẻ là ba em và mẹ em thì cũng không đến thăm lần nào và cũng không có chu cấp một khoản tiền nào cho em cả. Phía họ hàng thì cũng không có hỗ trợ gì được nhiều Đúng rồi, 100 200 mà chứ đâu có nhiều, ha. chứ 100 200 mà. Ba mẹ là không không cho tiền ngoài không? Nhưng mà cũng không có thăm hỏi hay là gọi lại một lần nào xem để con mình nó có đỡ hay là có gì luôn mà ngoài. Không. Đó, cha nó có cái lúc mà làm quá khóc quá đó, cha nó có vô, rồi cha nó vô cha nó về rồi bỏ luôn đó. À, thôi thì cái chuyện này tôi cũng sẽ không có nói lại nhiều nữa, sợ cũng ảnh buồn buồn hay sao đấy. Cái này là cha con mà đến lúc mà bệnh mà. Thôi cái này tôi xin là không nói gì nhiều nữa đâu. Lần trước thì con có đến thăm ngoại là lúc mà ngoại với con còn bệnh viện đấy, thì sau khi chia sẻ clip lên trên kênh thì cũng có những cái mạnh thường quân quan tâm đến Hùng và giúp đỡ cho Hùng một cái khoản tiền thì có gửi về kênh đây. Thì hôm nay Thu Nguyên đến thăm Hùng và đến thăm ngoại thì con cũng mang cái khoản tiền này đến gửi cho ngoại ạ. Thì Thu Nguyên cũng xin được đọc tên các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em Hùng. Thứ nhất là có cô Tất Diễm Lan ở Úc gửi cho Hùng 1 triệu, và thứ hai là có chị họ Lê ở Mỹ gửi cho Hùng là 8 triệu, tổng số tiền là 9 triệu. Thì ở đây Thu Nguyên con gửi cho ngoại ngoại ha. Xong rồi cái ngoại à, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, con gửi ngoại. Giờ tôi cũng nói cảm ơn cô với chú, cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn nhà hảo tâm mạnh thường quân đã giúp đỡ cho tôi có tiền lo cho cháu, những nhà hảo tâm rồi đó. Giờ tôi cũng không có biết gì thì chứ cảm ơn mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Thôi thì ngoại
Thu Nguyên cũng thay mặt cho gia đình anh Hùng và ngoại cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, các cô chú anh chị đã thông cảm, đồng cảm cùng Hùng và giúp đỡ cho gia đình một cái khoản tiền này. Thu nghĩ đây là một cái khoản tiền cũng rất là lớn đối với gia đình. Bình thường một tháng ngoại làm được nhiêu? Triệu 2 triệu gì đó thì coi gom nhiêu bán nhiêu gì đó, gom ve chai cô bán vậy đó. Đây cũng gọi như là mấy tháng trời đi làm rồi đó. Sắp tới đây thì lo cho Hùng thì con nghĩ là cũng còn nhiều cái nữa để ngoại lo, tái khám rồi nè, rồi thuốc thang, rồi tiền trọ, rồi mà chưa kể là tương lai Hùng nữa cơ. Ngoại chắc cũng sẽ phải Cảm lo nhiều. ơn cô chú giúp đỡ mạnh Dạ. thường quân, nhà hảo tâm. Không có Quân lời nào nữa là cảm ơn đến mạnh thường quân giúp em nha. không? Em cảm ơn cô chú với lại các mạnh thường quân đã giúp đỡ, và mấy anh chị đây đã ngày không ngày đường xa xôi xôi giúp đỡ em gắng Cuối cùng mọi người đã kiếm công việc làm ổn định để phụ nội, phụ giúp nội này kia. Vợ chắc bỏ em cũng hứa là em không chơi bời gì nữa. Tôi nghĩ cái sau cái lần này Hùng sẽ có được một cái bài học lớn cho mình, và em nghĩ là sau này có thể là Hùng sẽ thay đổi khá là nhiều đây. Trước đây Hùng làm gì ta? Dạ, em làm bên lơ xe bên công ty nhựa Phước Thành. Lơ xe hả? Rồi hôm giờ mà em bị bệnh như này nè thì công việc sao? À, em nghỉ trước đó rồi, tại bên đó là trễ bên em tới 1 tháng rưỡi lương luôn, nên trễ lương hơi lâu nên là em nghỉ. Rồi sau này có trả cho em Có. không? 1 tháng, chị hỏi như này không biết là nhạy cảm quá không á, thì em sẽ chia sẻ là 1 tháng lúc đó em làm được bao nhiêu không? À, 1 tháng em làm được, tháng 3 em làm được 2 tháng, tháng 4 em làm được, tháng 3 em làm được 2 tuần, tháng 4 cũng làm được 2 tuần, được có 7 triệu mấy. Là 2 tháng đó hả? Dạ có 1 tháng à. Là cái khoản đó là sau này nó trả cho mình. Dạ. Thì thôi cũng không để cho Hùng ngồi đây ngồi nói chuyện lâu quá. Thôi nằm nghỉ ngơi đi, chị nói chuyện Dạ. với ngoại tí ha. Dạ. Ngoại ở gần đây không? Sát đây Bây nè, giờ sát thì đây nói luôn. cái chỗ ở ngoại ở thì cũng không đúng nữa, bởi vì là Thu Nguyên mới nghe là ngoại đã bán cái chỗ đó rồi. Thì gọi là chỗ tập kết ve chai đi. Thì ngoại dẫn con qua con coi tí được không ngoại? Rồi, ngoại của con đi luôn ha. Nghỉ ngơi đi em ha. Không, ba mẹ của Hùng ở đâu? Ở quận 9 á. Ý là có giúp đỡ gì không? Không, bỏ nó nhỏ giờ. Thì bà nội nó ở với nội bán ve chai. Thì nuôi nó rồi nó bỏ nó đi theo mẹ nó một thời gian. Rồi giờ bị về đó rồi giờ mình ba mẹ bỏ luôn bà. Má 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 Dượng, Dượng thì cũng cho phụ 5 triệu thôi, nhưng mà mẹ nó không tới. Không tới luôn tới bây giờ luôn á. Bây giờ để bà nội nuôi. Giờ bỏ nó giờ không cho về nhà luôn, không cho gì hết, ba đâu cũng cho về. Thì nội nó giờ ở đây bây giờ về nhà thì nước ngập thì nội nó mướn cho ở đây đi, rồi xong bà nội nó mới cho nó về bển nó ở với nội nó. Nó đi làm nó kiếm sống, bà nội nó nuôi cơm rồi đi làm kiếm sống mà, rồi để mà lo lại bản thân Là bây đó. giờ bao nhiêu cũng là bán bà nội thôi. Bà nội bây giờ bà nội đó. Thì bà nội nó nãy giờ nó tôi nãy khuyên nó bây giờ con nó phải lớn rồi cũng còn nhỏ nữa, bây giờ bà nội nuôi đó thì đi làm lần thứ tháng đó, đưa cho nội tiền triệu tiền cơm nước, còn như để dành lại để mà mua sắm các thứ cho mình còn. Tôi hiện tại đang đứng ở trước cái chỗ tập kết bán ve chai ở ngoài đây. Cái chỗ này thì ngoài đã bán rồi, bán từ trước rồi ngoài không? Ngoài bán ve chai là ở đây rồi đâu nữa ngoài. Bỏ trên gác đó, ve chai cô chắc trên đó vậy đó, từ Sao cái chắc đầu cao dữ vậy rồi bán lên rồi trên đấy đó, tại xuống. vì nó gác cái mục rồi bỏ dài dài cái đầu nó đầy, cái cô xả xuống mua bán rồi là cái gác không có còn ngủ được nữa, Dạ. chỉ đi nhẹ nhẹ lên trển cái gấp cây rồi lùm ve chai xuống rồi có ngủ đó đó, rồi cái đầu nước đây nó đầy cái đầu nó ngập vô trong đó đầy. À, cái chỗ này cũng hơi thấp, mà cái phòng tôi Nguyên đang thấy là cái trong phía trong nhà của ngoại là cũng hơi thấp so với cái mặt đường này này, cũng là mưa nó ngập và chắc cũng cực lắm ngoại ha. Tát Cực tát cả. ra Rồi tôi thì thôi ngoại chắc là con cũng xin phép ngoại chào ngoại để con về trước đi ạ. Trời cũng mù rồi, thì thôi ngoại ở nhà ngoại lo cho Hùng rồi cố giữ gìn sức khỏe nha ngoại ha. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân, cảm ơn cô chú luôn. Dạ, À. nãy mà quên mất nè, cái tay ngoại đây con mới quên hỏi mất ngoại cái tay ngoại bị bệnh gì á. À, tiểu đường, sỏi mật, rồi gan nhiễm mỡ, cô đủ quá rồi, giờ cô giờ cứ mỗi tháng cô đi khám
tái khám hàng tháng đó. Giờ vừa lo cho Hùng vừa lo cho bản thân đó nghe. Ngoại cố gắng giữ sức khỏe nha ngoại ha. Rồi thôi thì con cũng chào ngoại, con xin phép là cũng đi. Cô chú đi được thẳng này lên luôn à. Dạ. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn nhà hảo tâm. Cô Quyên cũng xin được phép kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn cô chú.